Đây là một nơi nào đó trên thế giới này. Câu chuyện về những Shiniko sống lặng lẽ ở trong góc tường, tại nơi thường lệ, với những Shiniko quen thuộc, nhưng lại có gì đó khác thường. Shiniko Gurashi, hội mê xó xỉnh. Cô cũng là Shiniko à? Khởi chiếu 18 tháng 1 năm 2021.